Long Nhật ôm chặt á hậu Trịnh Kim Chi đón tuổi mới. Tối qua ngày 17 tây tháng 10, ca sĩ Long Nhật đã tổ chức sinh nhật tại thành phố Hồ Chí Minh. Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã đến chúc mừng anh. Ngoài tiệc đón chào tuổi mới, Long Nhật còn tranh thủ giới thiệu luôn sản phẩm âm nhạc mới là phim ca nhạc Tình Trai mà anh và ca sĩ Bảo Tuấn vừa ra mắt khán giả. Chính vì thế, Bảo Tuấn có mặt từ rất sớm để cùng Long Nhật chuẩn bị bữa tiệc cho thật chu đáo. Diễn viên Phi Thanh Vân đến chúc mừng đàn anh. Sau khi sinh con, cô có vẻ tăng cân hơn so với trước khá nhiều. Diễn viên Minh Nhí. Anh và Long Nhật thân thiết với nhau sau khi tham gia đóng chung một số vở kịch của sân khấu Hồng Vân. Nam ca sĩ Quách Tuấn Du. Ca sĩ Vũ Hà cũng là bạn thân thiết lâu năm của Long Nhật. Á hậu Trịnh Kim Chi ôm chặt Long Nhật chúc mừng tuổi mới. Long Nhật thổi nến mừng tuổi mới. Các nghệ sĩ người thân của nam ca sĩ nhảy múa tưng bừng. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!